Sáng ngày 13 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp, đề án sản xuất vụ xuân năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Năm 2023, mặc dù thời tiết diễn biến bất lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở nên tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 15.422 tấn,

năng suất đạt 12,5 tấn trên 1 hecta, sản lượng đạt 2.125 tấn. Toàn huyện xây dựng được 18 mô hình sản xuất áp dụng quy trình hữu cơ theo hướng hữu cơ, tổng diện tích tập trung tích tụ phá bờ vùng bờ thửa, dồn điền đổi thửa tại Đồng Vời, xã Đức Liên với diện tích 70 hecta trên 3 thôn, hiện nay đang hoàn thành các thủ tục để giao đất ngoài thực địa cho nhân dân. Tổng đàn trâu bò trên 17.534 con, lợn 36.673 con, gia cầm 375.000 con, đạt trên 100% kế hoạch. Trồng rừng nguyên liệu được 720 ha, đạt 110,76% so với kế hoạch. Sản lượng khai thác gỗ nguyên liệu ước đạt trên 63.000 m khối, tỷ lệ che phủ rừng đạt 73%. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường, chỉ đạo thực hiện không để xảy ra cháy lớn. Về sản xuất nông nghiệp và đề án sản xuất vụ Đông năm 2024, quan điểm chỉ đạo của huyện là phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh sản xuất toàn diện trên tất cả các đối tượng cây trồng, phấn đấu đạt và vượt diện tích, năng suất sản lượng đề ra. Về sản xuất nông nghiệp, sản lượng lương thực có hạt phấn đấu 13.000 tấn, tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm 1662 ha, năng suất bình quân đạt 52,8 tạ trên 1 ha sản lượng lúa cả năm đạt 8.671 tấn, diện tích lúa hữu cơ và theo hướng hữu cơ 60 ha tại xã Đức Liên, chăm sóc ổn định diện tích cây ăn quả có múi trên địa bàn 2.609 ha, nâng cao tiêu chuẩn ô cốp, tiêu chuẩn Việt Gáp. Tổng đàn lợn thường xuyên có mặt 37.000 con, đàn bò 12.000 con, đàn trâu 5.500 con, đàn gia cầm 375.000 con, đàn ong 11.000 đàn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 7.800 tấn. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, biểu dương một số đơn vị triển khai thực hiện tốt sản xuất chăn nuôi năm 2023, đồng thời thẳng thắn phê bình những địa phương đạt chỉ tiêu năng suất thấp. Để thực hiện kế hoạch đề án sản xuất năm 2024, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn yêu cầu phòng nông nghiệp ra soát lại số liệu để giao chỉ tiêu, nhất là bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ xã thị, nhất thiết tất cả phải tăng trưởng. Bên cạnh đó, nghiên cứu để đưa vào một số mô hình mới, các địa phương khi đăng ký mua giống với các công ty phải báo cáo với phòng nông nghiệp để tăng cường quản lý nhà nước về giống tập trung tốt công tác tiêm phòng đảm bảo đàn gia súc gia cầm không bị dịch bệnh quan tâm đến công tác bảo vệ phát triển rừng phòng cháy chữa cháy rừng tập trung xây dựng mở rộng các mô hình mới mô hình cho hiệu quả kinh tế cao nhất là tăng cường sản xuất chăn nuôi hữu cơ theo hướng hữu cơ